Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một bài toán vui. Nhìn có vẻ vô lý nhưng cũng rất hay. Đó là chứng minh 1 cộng 1 bằng 0. Các bạn đã ai nghĩ ra hướng giải quyết chưa? Cùng đi vào thực hiện nhé. Đầu tiên, ta thấy 1 cộng 1 bằng 2. Đó là điều tất nhiên. Bây giờ, ta thêm trừ 1 vào cả hai vế. Như vậy biểu thức sẽ thành 1 cộng 1 trừ 1 bằng 2 trừ 1. Hoàn toàn đúng. Tiếp theo, hãy làm vế bên phải biến hóa một chút. Ta thấy 2 trừ 1 chính là bằng căn của 2 trừ 1 tất cả bình phương. Nên viết vào vế trái của biểu thức ta sẽ có. Biến đổi tiếp theo, 2 trừ 1 tất cả bình phương chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Với x trừ y tất cả bình phương sẽ bằng x bình phương trừ 2xy, cộng y bình phương. Thay vào biểu thức, sẽ được 1 cộng 1 trừ 1, bằng căn của 2 bình phương trừ 2 nhân 2 nhân 1, cộng 1 bình phương. Rút gọn biểu thức, ta được 1 cộng 1 trừ 1 bằng căn của 4 trừ 4 cộng 1. Tiếp tục rút gọn vế phải sẽ có 1 cộng 1 trừ 1 bằng căn của 1. Sử dụng phép tính cơ bản trong toán, ta có căn của 1 bằng căn của trừ 1 bình phương. Đưa vào biểu thức, như vậy 1 cộng 1 trừ 1 bằng căn của âm 1 bình phương. Hay 1 cộng 1 trừ 1 sẽ bằng trừ 1. Cùng triệt tiêu trừ 1 của cả hai vế. Khi này ta sẽ rút gọn được là 1 cộng 1 bằng 0. Thật đơn giản phải không các bạn? Chúng ta dựa vào các biến đổi đơn giản của toán học để chứng minh lại những điều vô lý của toán. Nếu ai có cách chứng minh nào khác hay hơn, thuyết phục hơn xin hãy chia sẻ cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.